Nên các bạn hãy theo dõi sát hết video này để có thể nắm được cơ hội. Vì các bạn đều biết rằng là dạo gần đây thì thị trường nó khá là hay ở chỗ là nó không bơm quay cũ nữa mà nó tập trung bơm những đồng quay mới. Ok, hello các anh chị và các bạn, thân mình là Hoàng Minh Thiện đến từ Tradecoin Việt Nam. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ là về một chủ đề rất là hay, đó chính là phân tích sâu về những cái layer 1 mới, đó là khám phá cái sinh thái của blockchain thế hệ mới Sui và Aptos. Thì có thể là các bạn đã nghe về hai con này rồi. Hai con này là hai con layer 1 thế hệ mới và nó hiện tại thì nó đang build rất là mạnh, được gọi vốn rất là mạnh. Bên cạnh đó thì nó đang build cả hệ sinh thái của nó luôn. Thì mình sẽ làm video này rất là sâu để các bạn hình dung về cái cơ hội của layer 1 và cũng như là nói qua một số cái con layer 1 cũ mà trước đó mình đã chia sẻ các bạn để cho bạn nắm bắt, vì mình nhận rất nhiều câu hỏi liên quan đến những cái dạng đấy. Được không nào? Thì chúng ta sẽ bắt đầu video ngày hôm nay nhé. Trong cái mùa uptrend trước thì những cái đồng coin layer 1 cũ ví dụ như là Solana hay Near thì đã tăng rất là mạnh, đúng không nào? Thì giá Near thì mình đã cho các bạn mua từ cái hồi làm video nó khoảng tầm là 1,5 đô, nó đã bay lên tận khoảng 20 đô. Solana thì cũng đã bay từ 20 đô lên tận 250 đô rồi. Thì đến khi mà thị trường downtrend thì rất là nhiều dự án layer 1 đã giảm theo Bitcoin và dẫn tới rất là nhiều người bị đu đỉnh. Thì tuy nhiên thì trong những video trước thì mình đã nói rằng là cái trend layer 1 thì nó vẫn sẽ là một cái trend, một mảng tiềm năng, đúng không nào? Trong năm 2022 này thì nhiều dự án layer 1 mới sẽ ra đời, ví dụ như là Sui và Aptos, nó sẽ cạnh tranh trực tiếp với những cái layer 1 cũ. Thì video này mình sẽ phân tích sơ lại các cái layer 1 cũ để cho anh em nắm lại cái tình hình. Thứ hai là mình sẽ đi sâu vào cái sinh thái của hai cái dự án layer 1 vừa nói, đó chính là Aptos và Sui, để các bạn có thể có thêm thông tin và đưa ra những quyết định đầu tư, được không nào? Thì trong video này thì mình sẽ chia làm 3 phần nhé. Thì phần đầu tiên mình sẽ nói qua về một số con layer 1 cũ mà các bạn thường xuyên hỏi mình ở trên video, đó là Celo này, rồi là Near này và Đốt, được không nào? Còn sau đấy thì mình sẽ phân tích sâu về hai cái sinh thái mới đấy kia để các bạn nắm. Vì các bạn nên nhớ là hai con mới này thì nó không chỉ là ra hai con bình thường không, mà nó sẽ minet một loạt luôn của hệ sinh thái của nó luôn. Thì đây là một cái loại hình mà nó chưa xảy ra. Và bên cạnh đó thì mình thấy là rất nhiều quỹ đầu tư đã đầu tư vào. Nên các bạn hãy theo dõi sát hết video này để có thể nắm được cơ hội. Vì các bạn đều biết rằng là dạo gần đây thì thị trường nó khá là hay ở chỗ là nó không bơm coin cũ nữa mà nó tập trung bơm những đồng coin mới. Thì bất cứ đồng coin nào mà vừa list sàn, ví dụ list Binance chẳng hạn đi, thì nó sẽ có một thời gian sóng rất là mạnh, đúng không nào? Cho nên lý do vì sao mà mình chạy chia sẻ hai cái layer này, hai cái con trong layer 1 này, vì có thể trong năm nay thì nó sẽ được list sàn nha các bạn, được không nào? Rồi ok, chúng ta sẽ bắt đầu sang cái phần 1 đầu tiên nhé. Đó chính là phần chia sẻ lại về những con layer 1 hiện tại. Ok, chúng ta sang cái phần 1 đầu tiên, đó chính là phần chia sẻ lại một số con layer 1 trước đó, đó chính là về Celo, Dot và Near nhé. Thì cái layer 1 là cái tên gọi chung của các cái đồng coin làm về các mảng nền tảng blockchain, đồng ý không nào? Đó. Thì những cái dự án layer 1 thì nó sẽ chia làm các cái tầm thay khác nhau, thì mình sẽ phân ra thành 3 loại nhé. Thì cái loại đầu tiên thì đó là những cái con mà nó có hệ sinh thái đầy đủ rồi, có rất nhiều dApp trên đấy và phát triển rất là mạnh. Thì ví dụ như là BNB này, Ethereum hay là Sol, đúng không nào? Thì ba con đấy đều đã có hệ sinh thái rất là mạnh rồi, rất là nhiều người dùng. Còn những hệ sinh thái thuộc loại số 2, layer 1 số 2, loại số 2 thì là thuộc cái dạng mà có hệ sinh thái rồi nhưng mà chưa phát triển mạnh lắm, chưa hoàn thiện lắm, thì nó sẽ giống như con Near này, Celo này, đó, Dot này, rồi là một số con khác, đúng không nào? Còn một cái loại số 3 thì là cái loại mà nó lại chưa có hệ sinh thái gì cả, là cái loại này thì nó được ít để ý, ít đầu tư hơn. Thì nó sẽ phân làm 3 loại đấy nhá. Thì mình sẽ đưa ra một cái ví dụ khác cho dễ hình dung hơn, cho bạn dễ hình dung, cho các bạn dễ hiểu layer 1 nó là dạng gì. Thì cái ví dụ đơn giản nó chính là các bạn hình dung layer 1 nó sẽ giống như các hệ điều hành của điện thoại mà các bạn thường dùng ấy, giống như iOS này, rồi là Android này, hay là Windows Phone thì chúng ta sẽ thường hay xài, đúng không nào? Thì các cái app ở trên cái điện thoại chúng ta hay xài ấy, thì nó giống như là YouTube này, Zing, MP3 hay là Facebook, thì tất cả những cái app đấy thì nó sẽ giống như là các cái app trên hệ sinh thái, được không nào? Hiểu đơn giản là vậy thôi. Một cái dự án layer 1 ấy, được xem là lớn mạnh khi mà nó có rất là nhiều app sử dụng ở trên nó và thu hút được nhiều developer, đó chính là những người mà tạo app, rồi là nhiều người dùng. Đơn giản là khi đấy là nó thành công ha. Và chúng ta đều để ý một cái bí mật mà mình muốn chia sẻ anh em, đó chính là câu bí mật mà rất ít người để ý, đó chính là sau khi mà các layer 1 được bơm thổi lên cao ấy, thì các chủ dự án sẽ thường không kiếm tiền trực tiếp từ các đồng layer 1 đó, mà họ sẽ trực tiếp là sẽ lợi dụng những cái app phát triển ở trên cái layer 1 đó để có thể kiếm tiền. Mình ví dụ như là trước đó Binance và CZ đã liên tục tạo ra những app để có thể kiếm tiền ở trên hệ sinh thái của BSC. Rõ ràng là họ không hề đẩy BNB mà họ sẽ tạo ra những đồng coin đấy rất là mạnh, ví dụ như là con Pancake, đúng không nào? Con Cake
rồi con Cheat này, con XVS này, đúng không nào? Các bạn nhớ những cái con mà đã xây dựng mạnh ở trên hệ sinh thái của BNB trước đó không ạ? Nó đã bơm rất là mạnh luôn. Bây giờ thì sao ạ? Bây giờ thì đã chết. À, cũng không hẳn chết, nhưng mà nó có nghĩa là nó đi sideways hoặc là nó giảm rất là nhiều lần, đúng không nào? Chứng tỏ rằng là họ sẽ không kiếm tiền trực tiếp từ cái đồng coin của Layer 1 mà người ta sẽ kiếm tiền từ những DApp. Cho nên là các bạn tí nữa mình sẽ share sâu về những con trong DApp của mấy con mới nha, thì các bạn hãy để ý tên và có thể follow tụi nó nha. Trong cái mùa trước ấy, thì mình đã cho các bạn gợi ý mua một số đồng coin Layer 1 với cái giá khá là tốt. Ví dụ như Near mình đã cho các bạn mua khoảng tầm từ 1,5 đến 2 đô, để Solana ở giá khoảng 17 đến 18 đô, Polkadot thì nó khoảng tầm 30 đến 32. Và tất nhiên sau khi mình làm video thì giá đều đã tăng rồi. Thực chất thì các cái dự án Layer 1 thì nó vẫn rất là tiềm năng và nó vẫn có khả năng tăng trưởng tiếp trong những mùa uptrend sắp tới. Tuy nhiên thì nó sẽ có một vài cái dự án Layer 1 nó sẽ chiếm hết sự nổi bật, được không nào? Một số dự án Layer 1 thì nó sẽ chiếm hết sự nổi bật của cái mùa tới. Cho nên mình sẽ phân tích sâu sắc nhất và share anh em những thông tin nhanh chóng nhất để anh em có thể nắm bắt cơ hội và cũng như là sẽ đầu tư đúng nơi đúng chỗ. Và hy vọng là trong cái mùa uptrend sắp tới thì chúng ta sẽ chốt được đúng cái điểm đỉnh cao nhất, được không nào? Mình sẽ cập nhật thêm ít thông tin về những cái con mình đã cho trước đó mà để các bạn có thể nắm rõ tình hình và cũng như để các bạn không cần phải hỏi sâu về mấy con đó nữa. Đó đầu tiên là con Near, con Polkadot và con Celo nhé. Vì một số bạn liên tục inbox mình hỏi mấy con này, cho nên là mình sẽ cố gắng, mình sẽ nói thật sâu ở chi tiết mấy con này cho các bạn hiểu nha. Thì con đầu tiên là con Near, thì được biết đến là với cái chi phí rẻ này, tốc độ giao dịch rất nhanh, đúng không nào? Nhưng mà tuy nhiên ở thời điểm chạy ở trên thực tại, chạy thực tế ấy, thì con Near này gặp khá nhiều trục trặc liên quan đến nghén mạng này, đơ bị lag này, đúng không? Giao dịch thì nó bị chậm và nó chậm nhiều so với thông tin trước đó nó chia sẻ. Thì bên cạnh đó thì công nghệ của Near nó cũng khá là khó tiếp cận. Nên là cái việc xây dựng DApp ở trên hệ sinh thái này cũng khá là khó khăn, dẫn tới là nó không thu hút được những nhiều nhà đầu tư phát triển lắm. Vì các DApp này cũng còn chưa hấp dẫn này, rồi là các user vẫn chưa sử dụng trên hệ sinh thái Near nhiều. Hệ sinh thái Near thì nó còn phải cố gắng rất là nhiều để có thể bắt kịp các hệ sinh thái lớn của loại 1, ví dụ như là ETH hay là BNB. Theo cái dữ liệu on-chain nhá, thì cái số lượng ví mới của Near đang được tăng trưởng khá là tốt, nhưng mặc dù là không có dòng tiền mới đổ vào nhiều, thế là có thể thấy là cái lượng ví đó thì nó sẽ được tạo ra từ cái sự cố gắng của những cái DApp và cũng như những người đã hệ sinh thái, đã làm hệ sinh thái và cố gắng thúc đẩy thời gian qua. Nhưng mà cũng có một cái suy nghĩ khác, đó chính là có khả năng thì người ta đang tạo bot, người ta tạo những con bot để có thể tạo ra số liệu giả, để tạo ra những cái ví giả như vậy để có thể làm cho người ta tưởng rằng là hệ sinh thái vẫn đang phát triển. Đây là một cái điều mình phải chia sẻ thực sự, đúng không nào? Thứ hai nữa thì các bạn nhìn thực tại hiện nhé, thực tại hiện bây giờ nhé, thì cái volume giao dịch hàng ngày của Near nó từng đạt là 2,18 tỷ đô trong cái giao dịch của ngày là mùng 9 tháng 8 năm 2021 nha. Thì hiện tại thì cái volume này giảm chỉ còn khoảng tầm 201 triệu đô thôi, 201 triệu đô, và giao dịch vào ngày là 28 tháng 9 năm 2022 này, cộng mới chỉ một năm mà nó giảm tận 11 lần. Thì hơn nữa thì những hệ sinh thái, những dự án của Near thì đều bị gáy ngang. Điều này là cái việc này nó làm giảm uy tín và lòng tin của những nhà đầu tư về hệ sinh thái Near. Cái giá Near đã từng đạt khoảng tầm là 20,6 đô vào đầu năm 2022 và sụp đến tận giờ thì còn khoảng tầm là 3,5 đến 3,7 đô vào khoảng tháng 9 bây giờ, theo cái giá sụp của Bitcoin gần đây. Nó tụt theo Bit nha. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng là hệ sinh thái Near vẫn đang có sự phát triển, nhưng mà nó cần phải một sự cố gắng hơn để bứt phá, để đuổi kịp những hệ sinh thái như là Ethereum hay BNB. Và mình nghĩ rằng là cái việc mà sắp tới đây nếu như Bit tăng trở lại, tất nhiên là Near nó vẫn sẽ tăng, nhưng mà nó sẽ cần phải rất là nhiều sự cố gắng để có thể là tăng được cao như ngày xưa. Đây cũng là một con mình đang mua và hold và vẫn đang chờ đợi, nhưng mà mình nhìn theo chart thì khả năng chúng ta vẫn sẽ phải đợi khá lâu, ít nhất là khoảng tầm 1 đến 2 tháng. Rồi ok nhá. Cái con thứ hai, dự án tiếp theo mình muốn chia sẻ và anh em đu đỉnh khá là nhiều luôn, đó chính là con Celo. Thì cái volume giao dịch hàng ngày của con Celo này từng đạt cái khoảng là 949 tỷ giao dịch thôi nha, vào ngày 24 tháng 6 năm 2021, nhưng hiện tại thì cái volume giao dịch này chỉ còn là khoảng tầm 275 tỷ giao dịch thôi. Đấy là tính giao dịch nhá, còn chưa tính theo số đô. Theo on-chain thì cái số lượng user từ đầu năm 2022 cho đến hiện tại nha, thì nó có phần tăng lên. Tuy nhiên thì không có cái dòng tiền đổ vào. Điều này cũng tương tự giống như con Near hồi nãy mình chia sẻ. Thì nghi ngờ khả năng cao thì bên đội Celo cũng đang dùng bot để có thể tạo những cái ví ảo để kéo tương tác. Đây là một sự thật. Bên cạnh đó thì hệ sinh thái của cái dự án này vẫn chưa hoàn thiện đầy đủ lắm này, còn kém hơn cả Near rất là nhiều luôn. Đặc biệt là cái mảng DeFi nó chưa phát triển. Nhìn cái con Uniswap chẳng hạn đi ha, thì nó là một cái AMM DEX hàng đầu ở trong hệ sinh thái của Celo. Tuy nhiên thì cái TVL lock thì nó chỉ khoảng là 5 triệu đô la thôi. 5 triệu đô la thì nó rất là nhỏ, quá nhỏ đúng không ạ? Thì khi mà uptrend trở lại thì cái dòng tiền nó sẽ ưu tiên đổ vào những hệ sinh thái mà đã có sự phát triển mạnh mẽ rồi.
Vì vậy nên là Celo mình nghĩ nó cần phải cố gắng rất là nhiều nữa thì mới có thể thu hút được cái dòng tiền đổ vào nó. Nếu không, Celo sẽ rớt lại phía sau và giá của nó sẽ là đi theo đường giá của Bitcoin thôi. Đây cũng là một con voi tốt, cho nên là khi Bitcoin lên thì nó vẫn sẽ lên. Nhưng mà để bứt phá và tăng trưởng mạnh mẽ như kỳ vọng có thể lên 30 đô hay 20 đô thì thật sự nó phải cần cố gắng hơn nữa. Dù rằng là giá Celo hiện tại thì ngày xưa nó đạt đỉnh nó khoảng tầm là 7,24 đô vào ngày 26 tháng 10 năm 2022. Nhưng mà bây giờ sụp về chỉ còn là 0,78 đô thôi, 0,78 đô. Nó tương đương khoảng là cuối năm và tháng 9 năm nay thì nó chia khoảng 10 lần rồi. Celo đã chọn cho cái bản thân mình là một con đường làm về hướng mobile rất là tiềm năng. Nhưng mà với kết quả làm hiện tại của nó làm, mình đánh giá con này không cao lắm. Và khả năng cái việc là cái việc delay của nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái giá của nó bứt phá. Nên đây là một cái con mình nghĩ nó sẽ chỉ tăng được theo bit thôi, nên các bạn phải follow sát nha. Và mình hy vọng nếu như mà cân nhắc thì các bạn hoàn toàn có thể cắt Celo để mua sang những đồng coin khác tiềm năng hơn. Rồi ok, chúng ta sang lên một tiếp theo, đó chính là cái con Polkadot nha. Mình chưa cập nhật thì từ tháng 5 đến nay á, thì cái số lượng ví mới của các cái ví hoạt động trên Polkadot á, thì nó đang bị sụt giảm khá là nhanh và mạnh. So với năm 2021 thì nó chưa có dấu hiệu hồi phục đâu. Vì năm 2021 ấy, thì các bạn để ý nó sẽ đầu ra Parachain đúng không? Rất là hot, và tất cả những con nằm ở trên Parachain của Polkadot thì đều hút được cái số tiền là vài trăm triệu đô, chứ không phải là vài triệu đô bình thường. Đây là một cái số tiền cực kỳ lớn. Nhưng mà các bạn thấy hiện tại như nào thì nó hơi vắng lặng đúng không? Hơi chán chường. Bên cạnh đó thì cái volume giao dịch hàng ngày ở trên Polkadot thì cũng khá ảm đạm vào ngày 18 tháng 4 năm 2021 nha. Tính đến cái thời điểm ngày 28 tháng 9 đến 28 tháng 9 năm nay nha, 2022, thì cái volume giao dịch thì nó đã bị chia rất là nhiều lần quỹ giao dịch. Mình sẽ để hình ở phía dưới để các bạn dễ hình dung nha. Vào ngày 14 tháng 8 vừa qua thì con Akala là một cái pool thanh khoản lớn nhất ở trên hệ sinh thái của Polkadot thì nó vừa bị tấn công và hacker đã in lên khoảng tầm 1,2 tỷ AUSD để khiến cái đồng coin stablecoin này mất pec nghiêm trọng. Và cái vụ việc này thì làm ảnh hưởng đến giá của đốt, mà làm giá rút đốt tụt khá là sâu. Cái con giá đốt vào ngày đạt đỉnh nhá, đạt giá cao nhất nhá, là nó đạt lên tận là khoảng tầm 54 đô vào ngày mùng 5 tháng 9 năm 2021. Nhưng mà trước cái vụ mất pec, giá của đốt thì nó khoảng là 9,31 đô, mà giờ hiện tại nó sụp chỉ còn khoảng tầm 6,53 đô thôi. Nó thể hiện sự ảnh hưởng này. Hiện tại là ngày 29 tháng 9 năm 2022 nhá. Đốt là cái con đi đầu trong mảng web 3 và có lẽ chúng ta phải kiên nhẫn hơn so với cái con đốt này. Dù sao đi nữa thì cái hệ sinh thái đốt nó cũng và các cái parachain trên nó cũng đã hoàn thiện rồi. Và với đốt thì mình thiên hướng về một cái việc là chờ đợi nhé, chờ đợi một cái ngọn gió đông để có thể đẩy cái hệ sinh thái nó bay lên. Và cái giá của đốt hiện tại mình thấy nó khá là tốt, cho nên trong sắp tới khi mà bit sideways cũng như là hiện tại bit đi xuống á, thì đốt cũng là một sự lựa chọn khá là tốt. Mình nghĩ sau cái đợt downtrend này, uptrend nổi lên, trend web 3 đẩy mạnh thì đốt cũng sẽ là một sự lựa chọn khá là tuyệt vời. Bên cạnh đó thì các bạn nếu nhớ là những người đầu giá Parachain trước đó thì nó sẽ bị khóa 2 năm đúng không? Thì có nghĩa tại phải tận năm 2024 hoặc 2023 thì họ mới bắt đầu thể lấy được cái số đi về. Cho nên là với cái thời gian đấy thì mình nghĩ trong năm 2022 này hoặc đầu năm 2023 hoàn toàn đốt có thể bứt phá. Rồi, khi mà thị trường uptrend trở lại á, thì các cái dự án layer 1 cũ này sẽ bay và cần nhiều thời gian để nó tích lũy hơn. Dù sao đi nữa thì vì tụi nó đã từng nổi lên cho nên là không tránh khỏi cái việc là nặng tàu, dẫn tới nó sẽ cần một thời gian chuyển dịch khá là dài ha. Còn cái sự cạnh tranh thị phần giữa các cái layer 1 cũ và đang diễn ra khá là ác liệt rồi. Giữa coi mới và coi cũ ha, thì mới gần đây thì nó xuất hiện hai cái blockchain mới và sắp tới nó ra mắt, đó chính là blockchain layer 1 Sui và Aptos. Nó sẽ xảy ra cái sự bơm thổi cũng như là nó sẽ chiếm được cái sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư hơn. Nên là mình sẽ nói sâu về hai hình thái này ở trong cái phần thứ hai này nhá. Phần thứ hai này mình chia sẻ đó chính là cái làn sóng layer 1 mới hay hình thái của Sui và Aptos. Các bạn hãy follow nhé. Ok, chúng ta sang phần 2 nhá. Thì trong năm 2022 thì các cái dự án layer 1 mới đã ra mắt. Có hai cái dự án đã trở thành tâm điểm của đoạn trong sự chú ý, đó chính là cái con Sui và Aptos. Con Sui và Aptos này là hai cái dự án được hard fork từ cái dự án Diem Blockchain. Các bạn nhớ cái dự án Diem Blockchain của Facebook nào? Đó, thì nó được hard fork từ đấy nhá. Thì nhiều người cho rằng là hai dự án này sẽ có đủ lợi thế cạnh tranh để có thể trở thành một cái layer mới và cạnh tranh trực tiếp với là Ethereum và BNB. Lý do như nào nhá thì mình sẽ phân tích kỹ hơn. Cả hai dự án là Sui và Aptos thì đều là những cái dự án mà chưa có token và cũng như là chưa mainnet nha. Tuy nhiên thì cả hai dự án này đều được đầu tư cũng như là được cộng đồng FOMO rất là mạnh trong thời gian qua. Thì vì sao á, là vì nó chưa được list token và chưa được mainnet, nhưng mà các cái hệ sinh thái ở trên nó đã bắt đầu được build rồi.
thì điều này là chưa từng xảy ra bao giờ nha. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem hai hệ sinh thái này và cũng như đi app được xây dựng ở trên nó như thế nào nhé. Mình sẽ phân tích cực kỳ sâu cái đoạn này luôn. Thì con đầu tiên mình muốn nói sâu nhất đó chính là con AppTalk. Thì con AppTalk này là một cái dự án layer 1 mới được ra mắt đầu năm nay thôi. Và cái mục tiêu của nó chính là cung cấp blockchain an toàn nhất cho người dùng. Các bạn để ý phần này nhé. AppTalk thì được thành lập bởi AppTalk Lab và đồng sáng lập của họ đó chính là con ông Moshe và Eric Ching. Hai người này đều đã từng làm việc tại Meta trong cái dự án riêng blockchain trước đó nha. Thì một trong những cái điểm nổi bật của AppTalk là so với các cái layer 1 khác đó chính là từ đầu tiên nó sử dụng cái ngôn ngữ lập trình Mu. Được thiết kế để dễ dàng quản lý với các cái tài nguyên và xác minh các cái mệnh lệnh trên blockchain. Đây là một cái ngôn ngữ lập trình mới nha. Thứ hai là người dùng có thể thay đổi cái private key để có thể gia tăng cái độ bảo mật. Điều này đối với các cái dự án layer 1 khác là chưa hề có luôn. Các bạn đơn hiểu đơn giản là trước đó chúng ta tạo các cái ví thì nó sẽ đưa chúng ta một cái private key đúng không? Thì chúng ta hoàn toàn không thể đổi nó được. Nó là duy nhất và không thể thay đổi. Nhưng mà ở trong cái blockchain của con AppTalk này thì hoàn toàn có thay đổi được nha. Đây là một cái điều thú vị. Thứ ba nữa đó chính là cái tốc độ giao dịch cao. Thì nó có khoảng tầm là 125.000 đến 160.000 TPS trên giây. Thì rõ ràng nó còn cao hơn so với con Near trước đó chia sẻ. Tuy nhiên đây là con số thử nghiệm đối với một người testnet thôi nha. Nhưng mà còn khi mà chạy vào thực tế thì có xảy ra tình trạng ngán mạng hay là bị gì không thì mình chưa biết nha. Chúng ta phải test lại sau này ra mainnet, mình sẽ báo lại sau, được không nào? Rồi là cái cơ chế PFT. Đây là cơ chế này, là bổ sung cơ chế này để nhằm tăng tính an toàn cho cái mạng lưới. Đó, cái con này nó gồm những cái đặc điểm là như vậy. Con AppTalk này đã kêu gọi vốn khoảng 2 lần trong năm nay rồi. Lần đầu tiên vào tháng 3 thì nó gọi được cái số tiền khoảng tầm 200 triệu đô. Và lần số 2 thì vào tháng 7 gần đây thì nó gọi được 150 triệu đô. Cả hai vòng gọi vốn ấy thì đều có sự tham gia các quỹ đầu tư lớn như là Multicoin Capital này, FTX Venture và Coinbase Venture. Và cũng rất là nhiều quỹ đầu tư khác ủng hộ hỗ trợ. Thì các bạn để ý một chút xíu đó chính là nó có FTX Venture và Coinbase Venture. Có nghĩa là sau khi con này list thì khả năng nó sẽ list các cái sàn như vậy. Và nó sự FOMO cũng khá là mạnh nha. Hiện tại thì các cái trang mạng thông tin liên quan đến AppTalk thì đang được cộng đồng rất là chú ý. Cụ thể ví dụ như Twitter này, Telegram, Discord hay Medium thì rất là nhiều member follow nha. Thì cái layer 1 mới như là AppTalk thì có thể sẽ bị định giá token khá là cao sau khi phát hành. Vì thế cho nên là những cái dự án mà vì dù rằng là cái dự án này chưa được mainnet nha, nhưng mà cộng đồng đã FOMO rất là mạnh rồi. Vì thế nên sau khi mà dự án này để hoàn tất quá trình mainnet thì các bạn nên kiểm tra lại cái giá của nó trong thời điểm đó nhé. Nếu như bay quá cao, FOMO quá mạnh rồi thì chúng ta không nên hold nó và chỉ có thể trade để kiếm tiền thôi, được không nào? Các bạn có thể là lựa chọn là đầu tư vào các con trong hệ sinh thái của AppTalk để có thể kiếm lợi nhuận. Mình nghĩ là nó sẽ tốt hơn so với việc là các bạn FOMO khi mà giá quá cao, được không nào? Cho nên trong video này mình sẽ phân tích sâu về những cái DApp ở trong AppTalk nha. Các bạn để ý nha, con này chưa hề ra token, nó chưa mainnet xong. Nhưng mà các cái DApp ở trên nó đã được xây dựng rồi. Đây là một điều rất thú vị nha. Con AppTalk này thì nó đang định hướng phát triển theo cái mảng, theo giống như con Ethereum ấy, nó là phát triển toàn diện hệ sinh thái luôn. Ok, cái mảng đầu tiên mà mình muốn chia sẻ trong hệ sinh thái của AppTalk đó chính là về mảng AMM Dex. Thì cái mảng này thì rất là quan trọng đối với bất cứ hệ sinh thái nào. Dự án nổi bật ở trong cái mảng này chính là cái con Quantum. Thì cái dự án này được đầu tư bởi rất là nhiều quỹ, điển hình ví dụ như Alameda này, Animoca Brand này, và có cái giá trị khoảng tầm là 45 triệu đô. Hiện tại thì con Quantum này đang ở cái giai đoạn là testnet nha. Các bạn có thể là tải cái ví Multimax. Multimax là cái ví chính của cái dự án này. Sau khi đó các bạn có thể nhận token thử nghiệm và cũng như là sử dụng thử sản phẩm và đóng góp cái ý kiến để sau này các bạn có thể là nhận được cái AROP token của dự án này nha. Ngoài cái Quantum ra thì cũng có một vài cái dự án cùng làm cái mảng AMM Dex này. Đó chính là dự án Lamina này, rồi là Cornier này, rồi Empo này và Hanson ha. Đó. Thì đó là những con mà chia sẻ trong cái mảng về AMM Dex của cái dự án AppTalk. Ok, chúng ta sang cái mảng thứ hai, đó chính là mảng về lending và borrowing. Thì cái dự án tên là Vial thì hiện tại đã ra mắt rồi. Ra mắt cái DevNet rồi nha. Thì người dùng có thể là sử dụng thử cái sản phẩm của dự án này và đóng góp ý kiến và để có thể nhận lại được những cái AROP token. Có hai con cùng cái con Vial này trong cái mảng này, đó chính là con Nose Finance và con Ultima. Thì các bạn để ý luôn mấy cái tên này để mình sẽ để ở phía dưới bình luận để các bạn có thể follow dễ dàng hơn nhé. Ok, chúng ta sang cái mảng tiếp theo, đó chính là mảng về NFT nhé. Hiện tại thì các NFT market ấy, là có cái dự án Curiosity và Topa, là hai cái dự án này chưa đi vào hoạt động vì con AppTalk này chưa mainnet xong.
Nhưng mà sau khi Mynet xong vào quý 3 năm 2022 này nha, thì các cái market này sẽ là nơi tập trung của các cái dự án NFT. Dự án Curiosity là cái dự án đang được chú ý nhiều nhất và có cái sự hỗ trợ truyền thông của Aptos Lab nha. Nếu các bạn để ý những cái dự án này. Còn các cái mảnh ghép khác như là cơ sở hạ tầng, quản lý này, rồi cận quản lý quỹ hay là thanh toán này, dịch vụ tên miền này, là liquid staking này kia thì nó chưa được phát triển nhiều. Nhìn chung thì hệ sinh thái của Aptos thì đã có cái sự hoàn thiện nhất định rồi. Tuy nhiên thì hầu hết các cái dự án thì đều đang ở trong giai đoạn phát triển nha. Nó chưa có nhiều thông tin lắm. Cho nên là các bạn nhớ ký các cái dự án tên mình vừa nêu lên. Ok, chúng ta bây giờ sang cái dự án layer 1 tiếp theo, đó chính là về Sui Blockchain nha. Nãy mình đã nói về Aptos xong rồi, các bạn đã hình dung rồi nè. Một cái con mà nó chưa mainnet xong, chưa có token mà các cái dự án được xây dựng build app trên nó đã hình thành rồi, thì nó thể hiện cho một cái sự gọi là một cái trend nha, và được rất nhiều người để ý và rất là nhiều đội developer theo dõi. Nên các bạn hãy nhớ follow nha. Thì dự án Sui Blockchain hay còn gọi là dự án Sui thì là cái dự án layer 1 mới được tạo ra với cái mục tiêu đó chính là mở rộng cái hệ sinh thái của Web3. Nhớ nha, con này tập trung Web3 ha. Thì nó cung cấp cái cơ sở hạ tầng tốt để có thể là cho các cái nhà phát triển có thể nhanh chóng xây dựng các cái đi app cũng như là khởi chạy các ứng dụng trên nó. Đó. Rồi cái đội ngũ xây dựng của con Sui Blockchain này chính là Mytan Lab. Một trong những cái điểm nổi bật của con Sui này á, là so với các cái dự án layer 1 cũ á, thì đầu tiên nó là sử dụng cái ngôn ngữ lập trình Mu giống cái con Aptos nha. Thứ hai á, là nó sử dụng cái thuật toán đồng thuận là Nawatush. Cái công nghệ này sẽ tách biệt cái quá trình truyền dữ liệu và cái quá trình đồng thuận giao dịch, nhằm là khắc phục cái tình trạng là các giao dịch phải chờ để có thể xếp hàng block như các con như là Bitcoin hay là Ethereum. Một cái đặc điểm đặc biệt nữa là ở những cái dự án EVM khác ấy, thì user sẽ được tùy chỉnh cái phí gas để có thể tăng tốc độ xử lý giao dịch. Tuy nhiên ở Sui ấy, nó cho phép là hệ thống tự định cái giá phí thấp nhất và gas luôn ở cái mức thấp nhất để có thể tiết kiệm cái chi phí giao dịch cho người dùng. Nhưng mà cũng đồng thời ấy, nó sẽ duy trì cái phần thưởng để cho các cái nhà xác thực để được đạt được cái tối ưu cái lợi nhuận. Đây cũng là một điểm đặc biệt của con này. Thì vừa qua thì con Sui ấy, cũng đã hoàn thành cái vòng gọi vốn Series A rồi. Thì với cái tổng số tiền gọi được khoảng tầm là 36 triệu đô do A16Z cũng như là Redpoint dẫn đầu. Hơn nữa thì còn được Binance Lab hỗ trợ cái phần chiến lược. Thì hiện tại thì các cái trang mạng xã hội của Sui ấy, thì đều được rất là nhiều người theo dõi cụ thể, ví dụ như là Twitter, Telegram, Discord hay là Medium, rất là nhiều người follow nha. Thì đây là một cái dự án được đánh giá là FOMO quá mạnh, nên rất là dễ tình trạng sẽ xảy ra, có nghĩa là giá nó sẽ quá cao sau khi mainnet. Nếu như mà đầu tư thì các anh em nên để ý nha, là không nên đầu tư nếu giá bay quá cao, chúng ta chỉ nên trade thôi. Vì thế các bạn nên theo dõi các hệ sinh thái của con Sui này để có thể nắm bắt cái tiềm năng của nó nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phân tích hệ sinh thái của Sui nha. Trong hệ sinh thái của con Sui này thì vẫn còn rất là mới, tuy nhiên thì vẫn có thể thấy là cái mảng NFT là cái mảng hoạt động tích cực nhất ở trong cái thời điểm hiện tại của con này. Nên chúng ta sẽ đi vào cái mảng này đầu tiên. Cái mảng NFTS là cái thời điểm hiện tại thì chỉ có một cái dự án chính là Sui Punk. Nhưng mà có hai dự án khác, đấy là NFT Marketplace khác, đó chính là Blue Moon và Sui Gallery. Thì hiện tại thì cái dự án Sui Gallery thì đã được bắt đầu có những cái đợt NFT Airdrop đầu tiên rồi, cho phép người dùng có thể min NFT ở trên cái phiên bản DevNet. Tuy nhiên thì những cái NFT này sẽ có thời hạn nhất định thôi nha, nó sẽ không được vĩnh viễn. Mảng tiếp theo ở trong cái con Sui này đó chính là mảng về AEM DEX. Thì cái dự án đầu tiên thuộc cái mảng này là cái con MuX. Thì đây là cái dự án kết hợp giữa AEM và Order Book nha, hay còn gọi là cái cửa sổ lệnh ha. Và cái ngôn ngữ lập trình của nó là ngôn ngữ lập trình Mu ha. Tuy nhiên thì hiện tại thì vẫn chưa ra mắt cái sản phẩm chính thức và chưa có nhiều thông tin lắm về cái dự án này. Cái mảng tiếp theo trong cái dự án của Sui đó chính là cái mảng Wallet. Thì cái dự án tên là Sui Wallet là cái dự án chính của cái mảng này nhé, được phát triển bởi Mytan Lab, là cái đội ngũ đứng sau của cái dự án Sui Blockchain này. Hiện tại thì bạn có thể là tạo cái tài khoản trên cái ví Sui Wallet rồi, và cũng như là claim cái token Sui từ cái bản testnet thông qua cái kênh Discord của dự án này nha. Bên cạnh cái Sui Wallet thì còn có thêm cái dự án bé hơn nữa cùng cái mảng tên là Ethos. Và cái mảng cuối cùng ở trong cái cơ sở hạ tầng của con Sui này lại ở cái mảng này chính xuất hiện của hai dự án tên là Shinami và dự án Chanix nha. Đó, thì nhìn chung thì hệ sinh thái của Sui thì còn khá là mới, và các cái dự án hiện tại trên Sui thì chưa được nhiều lắm.
và lại mới ở cái giai đoạn là đẹp nét nữa, cho nên là các bạn có thể là tìm các cái dự án này ở trên sản phẩm để có thể là trải nghiệm free cũng như là có cơ hội để nhận token sau này khi mà chúng ta test này. Thì qua những thông tin mình vừa share cung cấp trên ấy, thì các bạn có thể thấy được là hiện tại là cái dự án Sui và Aptos là rất tiềm năng, đúng không nào? Bên cạnh những cái tiềm năng của Sui và Aptos ấy, thì vẫn có đi kèm những cái rủi ro nhất định mà các bạn nên để ý. Mình sẽ nhắc nhở các bạn để ý như sau. Đầu tiên là hai cái dự án này nha, là được đầu tư, đã đang được kỳ vọng và đầu tư khá là nhiều tiền, nên là kỳ vọng cộng đồng của con này khá là cao, cho nên khi list sàn thì khả năng là cái giá của cái token của Sui và Aptos nó sẽ khá là cao, cho nên các bạn đừng có vội ham hố mà nhảy vào đu ngay nha. Các bạn phải check lại xem cái giá có thật sự cao quá cao không. Nếu cao quá thì chúng ta sẽ không đầu tư vào nó mà chúng ta chỉ trade thôi, và chúng ta sẽ chuyển sang đầu tư vào những con ở trong hệ sinh thái của nó nha. Cái trường hợp này thì nó sẽ giống như một con, đó chính là con gì, con ICP trước đó ha. Thì các bạn để ý lúc ICP mainnet thì nó bị định giá quá cao, dẫn tới là khi mà nó list ở tận 600 đô, 400 đô, 300 đô đúng không ạ? Thì rất là nhiều anh em đã đu từ giá 600, 400, 300, 200 đúng không? Đu đến tận bây giờ giá hiện tại thì chỉ còn có khoảng tầm loanh quanh là 5 đến 6 đô thôi. Đó, thì giá ICP đã sụp ngay và dẫn tới rất là nhiều người đã bị thua mất tiền trong đấy. Cho nên các bạn đừng có bị ngã hai lần trên một vấn đề nha. Cho nên là sắp tới con Aptos và những con Sui mà nếu giá quá cao thì mình khuyên các bạn là không nên mua, và chúng ta sẽ chuyển sang mua những con đồng hệ sinh thái của nó, được không nào? Mình làm cái video này ấy, là không phải để khuyên các bạn là mua Sui hay là mua Aptos khi mà nó bán mainnet token, mà là cung cấp thông tin cho các bạn để có thể bạn hiểu rõ hơn về sau này, để khi mà hai cái dự án này được mainnet thành công ấy, mà nó được list sàn thì cho dù là giá quá cao hay này kia thì các bạn cũng có đủ kiến thức, đủ hình dung để biết là chúng ta nên lướt sóng hay nên đầu tư, hay nên đầu tư vào những con đồng mạng hay sinh thái của nó để có thể kiếm lợi nhuận nhiều hơn, được không nào? Đó là cái lý do vì sao mình làm video này. Và mình tin chắc là chắc chắn hai con này nó sẽ là hai con FOMO, và hai con nó sẽ chiếm nhiều spotlight nhất ở trong cái thời điểm uptrend sắp tới. Nên là đừng có quên nhé, và đừng có quên follow những cái dự án này. Mình sẽ liên tục cập nhật và hỗ trợ thông tin cho các bạn trong các hệ sinh thái này, trong các video sau nha. Rồi ok, video của mình hôm nay tới đây thôi. Mình là Hoàng Minh Thiện đến từ Trade Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Và đừng quên bấm mình một like và subscribe cho mình nhé.